Chào Nam, trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, Viber, Kakao, Messenger trên Facebook. Thì anh em có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua anh em xem trực tiếp. Đấy, thì sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi, cách sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Zalo. Đấy, trước khi test phần mềm, tôi bật đồng hồ chạy giây này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào Zalo này và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em vào Zalo bình thường anh em nhé. Đấy, anh em nhắn tin là lô, ví dụ 78 đi, 79 đi, 80 nhân 1.000 điểm anh em nhé. Ok, đấy, nhân 1.000 điểm. Đề, dụ anh em đề là đánh 81 đi. Đấy, lô 78, 79, 80, 81, 82 anh em nhé. Tôi sẽ để những con số liền nhau như này để cho anh em nhớ anh em nhé. Đề 81, 82, nhân, ví dụ anh em đánh 5, 10 triệu tùy anh em, nhân 10 triệu anh em nhé. Nhân 10 triệu. Đấy, anh em này. Đấy, lô 78, 79, 80 nhân 1.000 điểm, để 81, 82 nhân 1 triệu, nhân 10 triệu. Đấy, anh em nhớ tôi cái mốc thời gian nhé, khi tôi gửi. Đấy, tôi sẽ gửi sang máy chủ lô này anh em này, vào lúc 14:30 hôm nay anh em nhé. 14:30 anh em nhớ tôi cái mốc thời gian. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô đề ra xem nhận được tin nhắn của mình chưa. Ok này anh em này, lô 78, 79, 80 nhân 1.000 điểm, đề 81, 82 nhân 10 triệu vào lúc 14:30 anh em nhé, ngày 18 tháng 3 2020. Ok, copy này, copy lại anh em nhé, dán này. Đấy, ok lại. Thông thường chủ lô họ thường thường họ sẽ copy lại tin nhắn của mình và ok lại. Đấy, 14:30 anh em nhé. Đấy, ngày 18 tháng 3 và họ sẽ gửi lại cho mình. Đấy, anh em này, mở ra này. Họ sẽ gửi lại cho mình này. Đấy, ok, đã nhận. Tôi sẽ cho anh em xem hai cái nội dung tin nhắn trước khi chưa chỉnh sửa anh em nhé. Đấy, anh em chú ý tôi cái mốc thời gian 14:30. Ok, họ ok lại cho mình là 14:31 ngày 18 tháng 3 2020 anh em nhé. Anh em chú ý tôi mốc thời gian, thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy, khi chỉnh sửa. Đấy, về cái vấn đề thời gian bắt đầu gửi và sau khi chỉnh sửa nó vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian ban đầu. Đấy, bây giờ là 2:02:51 anh em nhé. Tôi sẽ để 3 phút rưỡi 4 phút gì đó tôi sẽ chỉnh sửa để cho thời gian qua 1-2 phút đi. Đấy, thì anh em nào ở bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp đấy, xâm nhập máy của anh em và cài đặt cho anh em. Cài đặt xong anh em chuyển phí cho chúng tôi. Đấy, với anh em ở trong nước thì anh em lên cơ sở anh em cài đặt phần mềm, test phần mềm trực tiếp anh em nhé. Đấy, thì anh em lưu ý cho tôi này, tất cả những cái số mà giao dịch qua số điện thoại này của tôi ấy, chúng tôi sẽ có cái bộ nhớ để lưu lại những cái khách hàng để sau này để chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em. Và hơn nữa là khi anh em chơi và anh em chỉnh sửa thì có rất nhiều anh em bắt buộc là anh em phải xóa cái phần mềm đó đi đấy, vì chúng ta sẽ không để trên máy của chúng ta. Đấy, có vấn đề để anh em xóa cái phần mềm, có nghĩa là khi anh em xóa phần mềm là không có tang tích anh em nhé. Đấy, thì chúng tôi phải nói các bạn là các bạn giao dịch qua số này của chúng tôi sẽ lưu số các bạn lại và cài đặt lại cho các bạn khi các bạn xóa phần mềm đi. Đấy, lần đầu chúng tôi sẽ miễn phí cài đặt, lần thứ hai là 5%, thứ ba là 10% phí cài đặt anh em nhé. Để lưu ý cho anh em. Đấy, tất cả anh em giao dịch qua số này của chúng tôi lưu lại. Có rất nhiều anh em gọi mà cài lại phần mềm cho em nhưng thực sự là không giao dịch qua số này của tôi. Đấy, lưu ý cho anh em nhé.
giờ 4 phút 31 rồi. Đấy, ok, đã qua được 2 3 phút rồi anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em này. Vì cái lý do bảo mật nên tôi không thể cho anh em xem phần mềm được. Thế anh em cứ gọi điện và kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm anh em nhé. Đấy, khi tôi chỉnh sửa này thì bên máy chủ lô anh em chú ý này. Anh em chú ý bên máy chủ lô này, nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Bắt đầu tôi chỉnh sửa anh em này. Anh em chú ý nhé, máy chủ lô này. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, bên máy chủ lô sẽ không báo và sáng đèn. Đấy, lưu ý cho anh em. Đấy, thì vừa rồi tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng bây giờ là tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em so sánh hai con số và cái thời gian nó có giữ nguyên mốc thời gian ban đầu không anh em nhé. Tôi sẽ mở ra cho anh em này. Ok này. Mở ra luôn ra này. Đấy, anh em này. Đấy, số Zalo duy nhất anh em nhé, mở ra này. Đã chuyển thành 21 22 23 nhân 1.000 điểm vào lúc 14 giờ 30 hay 14 giờ 30. Ngày 18 tháng 3 2020. Đấy, anh em chú ý cho tôi. Thì anh em nào chưa hình dung ra thì anh em có thể là chụp lại cái khúc ban đầu để em so sánh lại anh em nhé. Anh em chụp ảnh lại cái khúc mà chưa chỉnh sửa. Đấy, anh em tua đi cái lúc mà chỉnh sửa này để anh em dễ hình dung anh em nhé. Thì với cái phần mềm công nghệ cao này thì anh em sử dụng, anh em có sân chơi, anh em tạo được sân chơi thì anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái cách chơi, cách chỉnh sửa của phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì anh em có nhu cầu anh em gọi trực tiếp 0916 514 4 để được tư vấn hỗ trợ cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.